Hành trình khám phá lịch sử Trung Quốc rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn. Những cái tên như Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Trương Nghi, Tô Tần của thời Xuân Thu Chiến Quốc, sau này còn có thêm Lã Bất Vi và Địch Thanh đều là những nhân vật tiếng tăm trong lịch sử Trung Quốc, có tầm ảnh hưởng chính trị to lớn đối với thời đại lịch sử đương thời của họ. Điều đáng nói, tất cả những tên tuổi ấy lại cùng chung một vị sư phụ. Hay nói cách khác, người đứng sau tất cả những thành công ấy, người đã rèn giũa ra những nhân tài kiệt xuất ấy lại là một nhân vật huyền bí trong lịch sử cổ đại, Quỷ Cốc Tử. Người đời thường gọi ông là Quỷ Cốc Tiên Sinh. Ông ẩn cư trong một hang núi rừng rậm, âm khí nặng nề, song lại vô cùng tinh thông pháp thuật, kiến thức uyên thâm. Theo sách sử ghi chép lại, Quỷ Cốc Tiên Sinh đã đắc đạo thành tiên do biết thuật tu tiên và được coi là ông tổ của các thuật tướng số, bói toán, phong thủy. Trung Hoa cổ xưa có rất nhiều nhân vật thần bí, nhưng kể đến nhân vật thần bí nhất thì dân gian thường kể đến Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử là bậc thần bí kỳ tài, tiếng tăm lừng lẫy thời Chiến Quốc của Trung Hoa cổ đại. Ông không chỉ được biết đến là nhà chính trị, ngoại giao, mưu lược tài giỏi mà còn là người tinh thông đoán mệnh, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Ngoài ra, ông còn bồi dưỡng ra nhiều người kỳ tài nên cũng được thế nhân xưng là chuyên gia giáo dục nổi danh. Quỷ Cốc Tử tên là Vương Thiền, tự Hủ, đạo hiệu là Quỷ Cốc, người thế gian gọi ông là Quỷ Cốc Tử và Vương Thiền Tổ Sư. Tên của Quỷ Cốc Tử là có nguồn gốc từ nơi sinh của ông là ở núi Quy Cốc, tỉnh Hà Nam. Bởi vì chữ Quy phát âm gần giống với chữ Quỷ, vì vậy ông lấy chữ Quỷ làm tên của mình. Nhưng không hiểu có phải do an bài hay ngẫu nhiên mà cái tên này lại khiến cho Quỷ Cốc Tử vốn đã thần bí, thoát ẩn, thoát hiện lại càng thêm sắc thái thần bí. Người thế gian công nhận Quỷ Cốc Tử là thủy tổ của Tung Hoành Gia, một học phái trong Cửu Lưu Thập Gia, thiên về nghệ thuật ngoại giao, xuất hiện trong thời kỳ Chiến Quốc ở Trung Quốc. Ông là sư phụ của nhiều đệ tử tài giỏi xuất chúng như Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Bàng Quyên. Cho nên, thế nhân nhiều đời đều ca ngợi ông là bậc kỳ tài. Những ghi chép đầu tiên về Quỷ Cốc Tử là đến từ cuốn Sử Ký của Tư Mã Thiên. Trong Sử Ký, Tô Tần liệt truyện có viết rằng Tô Tần, người ở thành Lạc Dương, nhà Đông Chu, là học trò của Quỷ Cốc Tử tiên sinh. Trong Sử Ký, Trương Nghi liệt truyện cũng viết Trương Nghi, người nước Ngụy, là bạn học với Tô Tần, cùng là học trò của Quỷ Cốc Tử. Tô Tần thường than là không tài giỏi bằng Trương Nghi. Trong cuốn Cuộn trai độc thư chí của Công Vũ thời Đại Tống cũng có viết về ông. Thời Chiến Quốc, ông ẩn cư ở vùng núi cao, rừng rậm thuộc đất Dương Thành nhà Chu, lấy tên hiệu là Quỷ Cốc, là thầy dưỡng tính trị thân của Tô Tần và Trương Nghi. Có rất nhiều truyền thuyết khác nhau về Quỷ Cốc Tử. Có truyền thuyết nói rằng Quỷ Cốc Tử là người có tư chất thông minh, thiên bẩm, từ 2 tuổi đã bắt đầu đọc sách, 5 tuổi bắt đầu học tập toán quái, xem bói. Hơn 10 tuổi đã trở thành thầy xem bói mà mọi người ở xa gần đều biết. Vì vậy, dân gian cũng cho rằng ông là ông tổ của mệnh lý. Trong đạo giáo, Quỷ Cốc Tử được công nhận là cổ chi chân tiên, được tôn xưng là huyền đô đạo trường. Tác phẩm được lưu lại cho đời sau có bản kinh Âm Phù Thất Thuật, nội dung nói về đạo lý nghỉ ngơi, dưỡng sức. Ngoài ra, còn có Bãi Hạp Sách, còn gọi là Quỷ Cốc Tử, nội dung nói về các kỹ xảo trong sách lược và biện luận. Tác phẩm thể hiện rõ tài hùng biện cao thâm và tinh diệu của Quỷ Cốc Tử. Trong Tứ Khố Hoàn Thư, cuốn sách này được xếp vào Tử Bộ Tạp Giao. Tứ Khố Hoàn Thư là bộ sưu tập sách biên soạn trong suốt triều đại nhà Thanh. Tử bộ là 4 loại, kinh, sử, tử, tập theo sự phân loại của người xưa. Tạp Giao là một học phái thời Tiên Tần, dung hợp các học thuyết thành một. Nhưng bởi vì tư tưởng đàm luận và chỉ đạo của Tung Hoành Gia khác xa so với tư tưởng của Nho Gia, cho nên các học giả đời sau không sùng bái cuốn sách này. Trong các đệ tử mà Quỷ Cốc Tử dạy bảo thì Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Bàng Quyên là 4 học trò kiệt xuất thế nhân. Trong tác phẩm Quỷ Cốc Tứ Hữu Chí, tên khác là Tôn Bàng Diễn Nghĩa, Thất Quốc Chí Toàn Truyện, có miêu tả về việc đấu mưu giữa Tôn Tẫn và Bàng Quyên, liên hoành tung hợp của Tô Tần và Trương Nghi. Đáng tiếc, Quỷ Cốc Tử nhìn thấy Tô Tần và Trương Nghi nóng lòng muốn truy cầu theo đuổi công danh, nhập thế thi triển khát vọng nên chỉ có thể than khổ. Người thành tiên thật là khó. nhưng tục ngữ có câu, đạo gia chân chính, truyền thừa đều là do sư phụ tìm đồ đệ, chứ không phải là đồ đệ tìm sư phụ. Vậy nên, việc Quỷ Cốc Tử nhìn rõ Tô Tần và Trương Nghi thì không phải là ngẫu nhiên mà là đã có chọn lựa. Tương truyền rằng, một hôm, Quỷ Cốc Tử ngồi đàm tọa trong hang. Bỗng nhiên, nghe được tin tức từ trong luồng gió rào rào thổi tới. Ông đưa ngón tay lên bấm và mừng rỡ khó hiểu. Hóa ra, ông đã đoán ra rằng chư hầu các nước sẽ đem sự thịnh và vong đặt vào tay hai cao thủ hiếm có. Hai vị này là hai danh tài có 1 không 2. Quỷ Cốc Tử quyết định thu nhận hai vị thanh niên có đầy đủ tiền cốt mà chưa trải qua mài giũa này, cho nên đã xuất hang đi tìm kiếm họ. Trương Nghi ở An Ấp, nước Ngụy và Tô Tần ở Lạc Dương, nhà Đông Chu đều là người ôm chí lớn trong lòng, muốn dựng lập sự nghiệp vĩ đại. Vì vậy, họ cùng nhau đàm luận, cùng nhau đi chu du 4 phương, bái phỏng bậc hiền đức. Họ còn miệt mài đọc các kinh sách cổ của các bậc hiền nhân rồi giúp nhau tìm ra những điều tâm đắc trong đó. Hôm ấy, hai người họ cùng ngồi dưới một gốc cây nghỉ ngơi. Trong bóng tối mờ ảo, Tô Tần nhìn thấy một lão nhân có diện mạo kỳ lạ tiến lại về phía mình. Ông lão hỏi hai người họ vì sao lại phải vất vả như vậy. Sau đó, ông tự giới thiệu bản thân là Quỷ Cốc Tử đến từ Quỷ Cốc. Đồng thời, ông cũng lấy từ ngực ra hai cuốn Âm Phù và Sủy Ma đưa cho Tô Tần đọc. Tô Tần lướt qua xem thử mấy dòng thì chợt hiểu ra đây là cuốn sách mà mình đang cần. Đúng lúc này, đột nhiên ông lão có tên Quỷ Cốc Tử ấy thu hồi cuốn sách và chỉ để lại một câu: muốn lấy sách thì đến Quỷ Cốc. Ngay sau câu nói ấy thì ông lão kia cũng biến mất. Tô Tần thất thanh la lớn và chợt tỉnh giấc. Lúc này, ông mới phát hiện là mình vừa gặp mộng. Đang lúc trong lòng buồn bực thì lại nghe thấy Trương Nghi đang nằm ngủ say bên cạnh nói câu: lão trượng, ngài đi thong thả. Tô Tần kinh ngạc, lập tức gọi Trương Nghi dậy, hỏi: vừa rồi có phải huynh mơ thấy một ông lão tên là Quỷ Cốc Tử không? Ông lão ấy có phải đã đưa cho huynh hai cuốn sách để đọc qua không? Hai người họ sau khi đối chiếu với nhau thì phát hiện quả nhiên họ vừa đều trải qua cùng một giấc mơ giống hệt như nhau. Hai người vui mừng đến cực điểm, thầm nghĩ trong lòng rằng thành tâm, thành ý của họ đã làm ông trời cảm động mà phái thần tiên đến báo mộng điểm hóa. Thế là Tô Tần và Trương Nghi cùng trải qua nhiều ngày tháng cay đắng, khổ sở để đến Quỷ Cốc tìm ông già có tên Quỷ Cốc Tử. Hai người họ đi vào Quỷ Cốc, tưởng chừng như đang đi giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Họ bị hấp dẫn bởi núi xanh, nước biếc, hoa thơm cỏ lạ ở hai bên đường. Đang lúc mắt họ còn nhìn cảnh vật xung quanh thì ông lão trong mộng hiện ra trước mặt họ. Tô Tần và Trương Nghi lập tức quỳ sụp xuống lễ bái vị tiên mà họ gặp trong mộng và cũng lên tiếng xin được ông thu nhận làm đồ đệ. Thấy hai người họ sớm đến như vậy lại khẩn thiết xin làm đồ đệ, Quỷ Cốc Tử lòng tràn đầy vui mừng mà thu nhận. Sau đó, hai người đồ đệ này của Quỷ Cốc Tử lại viết tiếp ra những trang sử và truyền thuyết mới. Cho đến ngày nay, những tinh hoa tri thức của Quỷ Cốc tiên sinh vẫn luôn hiện hữu và được hậu thế tôn trọng, thậm chí là sùng bái. Hơn 2.000 năm đã đi qua, các binh pháp gia đều tôn Quỷ Cốc Tử là thánh nhân, Tung Hoành gia tôn ông là thủy tổ, người xem bệnh bói toán tôn ông là tổ sư gia, còn đạo giáo thì tôn ông là Vương Thiền lão tổ. Được giáo dục bởi một người thầy siêu phàm thông tuệ như vậy, cho nên không khó hiểu khi đệ tử của ông cũng được sử sách xếp vào hàng những nhân vật kiệt xuất trong thiên hạ, từ đức độ cho đến tài năng đều xuất chúng muôn phần. Điều này cũng chứng minh cho cách nhìn người chuẩn xác phi thường của ông. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng điểm lại đôi nét về cách nhìn người của Quỷ Cốc tiên sinh được gói gọn trong 5 câu, thế nhưng lại vô cùng chuẩn xác và ý nghĩa. Thứ nhất, quan sát phản ứng đối với lợi ích được mất cá nhân. Từ phản ứng của một người khi đối diện với lợi ích được mất thiệt thân, có thể nhìn ra phẩm hạnh đạo đức chân chính của người đó. Là một bậc quân tử chân chính, thông thường đều phải có đạo đức cao thượng, phẩm hạnh đoan chính. Khi đối diện với lợi ích cá nhân, trước mắt họ vẫn có thể kiên định với nhân cách của mình, không làm ra những chuyện trái lương tâm. Khi đối diện với uy hiếp, nguy hiểm, họ có thể vì đại nghĩa mà không lùi, kiên quyết không nhường bước. Ngược lại, có những người trên bề mặt thì đạo mạo nghiêm trang, thực tế lại là kẻ đặt lợi ích trên lương tâm, thấy tiền hoa mắt, thấy lợi quên thân, có thể vì tiền tài, lợi ích mà bất chấp tất cả làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý. Hơn nữa, khi đối diện với nguy nan, họ có thể còn bán đứng bạn bè, người thân, chỉ mong bản thân được an toàn. Thứ hai, quan sát tinh lực khi đói. Trong trạng thái cơm no áo ấm, ai cũng có thể bảo toàn được tinh lực của mình với trạng thái tốt nhất. Thế nên, chỉ đến khi đói cơm, khát nước mới có thể khảo nghiệm một người chính xác nhất. Có rất nhiều người khi đến lúc này, miệng bắt đầu không ngừng oán trách người khác, lặng lẽ tìm kế riêng cho mình. Chỉ có số ít người là vẫn có thể điềm nhiên, tĩnh lặng, tích cực tìm phương kế giải quyết vấn đề, dẫn mọi người vượt qua khó khăn. Khi người khác tinh lực bắt đầu cạn kiệt thì người này vẫn bảo trì được trạng thái mạnh mẽ. Đây mới thực sự là người có nghị lực hơn người. Thứ ba, quan sát mức độ phản ứng khi vui buồn. Phản ứng của một người khi đang bị kích động chính là lúc có thể thấy rõ được bản chất của họ nhất. Có người khi vui thì đắc ý quên mình, đến đâu cũng hiển thị bản thân, vui cười quá lố, còn lúc gặp cảnh trái ngang lại oán hận không thôi, tìm cách trút giận lên người khác. Hai loại phản ứng này đều thể hiện một người không có lòng độ lượng bao dung, ăn ở hẹp hòi. Người thực sự trưởng thành thì điều trước tiên là cần phải khống chế được cảm xúc vui buồn của chính mình, có thể xem thường danh lợi và được mất cá nhân, bảo trì tâm thái an nhiên, điềm đạm. Đây mới thực sự là một người đại nhân cách. Thứ tư, quan sát sự tu dưỡng khi đối diện với cám dỗ. Cuộc sống có trăm nghìn biến hóa và cám dỗ. Đây là điều không thể tránh đối với mỗi người. Thế nên khi đối diện với cám dỗ chính là lúc thử thách lòng người. Kẻ hay, người dở, kẻ không có hàm dưỡng hay người có tu dưỡng, tất cả đều thể hiện ra ngày đó. Người có tu dưỡng thì tinh tế, nhẹ nhàng, dẫu có ham muốn vẫn biết khắc chế bản thân, không vượt ngoài vòng luân lý đạo đức con người. Người không có tu dưỡng thì ngược lại, rất dễ bị lợi ích và cám dỗ ở bên ngoài cuốn đi. Cuối cùng, thân bại, danh liệt, quên mất bản thân, đánh mất chính mình. Và thứ năm, quan sát sự trấn tĩnh của họ khi gặp nguy hiểm. Con người khi đối diện với nguy hiểm chính là lúc thể hiện năng lực ứng biến rõ ràng nhất. Nếu như lúc này hoảng hốt, lo sợ, thậm chí hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào thì đây chính là thể hiện người không có tố chất, tâm lý yếu ớt. Kiểu người này gặp việc lớn khó mà thành, việc chưa loạn họ đã loạn rồi. Người có bản lĩnh thì dẫu trời có sập, núi có đổ vẫn điềm nhiên, thư thái, không vội vã, không kinh hãi mà bình tĩnh xử lý vấn đề. Đây là thể hiện năng lực gánh vác việc lớn của người thành công. 5 cách nhìn người của Quỷ Cốc Tử vừa giản dị lại hàm chứa đạo lý làm người sâu xa. Bởi vậy cần chúng ta phải tĩnh tâm mà quan sát, suy ngẫm để từ đó rút ra những bài học nhân sinh ý nghĩa cho chính mình. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dài đằng đẵng, những lời dạy của bậc cao nhân kỳ tài Quỷ Cốc tiên sinh vẫn còn vô cùng ý nghĩa đối với thế nhân. Đến đây thì chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Lịch sử Trung Quốc và cập nhật kênh hàng ngày để không bỏ lỡ những câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn về lịch sử các thời đại Trung Quốc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.